tay. Rồi các nãy giờ mình dẫn cô Hạnh đi thay đồ, tại vì cô Hạnh đau tay á, còn có một tay thôi, cho nên là mình thay đồ, giặt đồ cho cô Hạnh để cô Hạnh ngồi nghỉ ngơi. Tại vì mình biết là đau dữ lắm. Thì quay lại đây thì mấy anh á làm cái này để phơi cá phải không? Phải không anh Tèo? Đúng rồi, phơi cá. Dạ. Em chưa thấy lần nào hết á, nhưng mà em đoán cái này thì nãy giờ mấy anh chặt tre ở trên rừng nè, làm cái vàng để chuẩn bị phơi cá lên cho cá nó đừng có ương đặng đem về nhà. À, nãy em thấy anh Tèo chẻ tre là để làm vậy hả? Cái này lên trình hình lần nào chưa? Lên cái đồ phơi cá này lên trình hình lần nào chưa? Cái vàng phơi cá này kêu bằng cái gì? Thì vàng phơi cá chứ. Vàng phơi cá luôn. Ừ. Nó không có tên riêng hả? Ở dưới đây là lửa, cái đống lửa nãy giờ mình đốt nè. Tối sưởi ấm luôn. Hai anh kia thì anh Nhâm với anh Tiểm thì đang mần cá ở dưới. Cô đau lắm. Ờ. Hi everyone. Hết nhiêu đó chắc đầy cái hũ ruột cá quá, đầy hũ này quá anh Nhâm. Chắc vậy á. Dạ. Càng đầy thì càng ngon. Để có ruột cá mà mình sẽ chế biến cái món của đồng bào mình. Như các bạn đã biết thôi nè, lúc từ sáng á, nói là cái ruột cá này tự nhiên, nó không có chất độc hại gì của thức ăn mình nuôi cá ở như hồ, nhưng mà đây thì hoàn toàn tự nhiên, nó ăn những cái bã của đá này, rồi lá cây, trái cây, vì đây là trong rừng sâu, rừng lớn nhất của Di Linh. Ôi, rừng này là lớn nhất của Di Linh luôn hả anh Tèm? Rừng này tên gì anh Tèm? Rừng Gia Bắc. Dạ. Rừng Gia Bắc. Dạ, rừng Gia Bắc. Dạ. Đây là ngọn núi cao nhất luôn. Chưa phải ngọn núi cao nhất nữa. Chưa phải. Dạ. Nó chỉ là dưới chân của dãy nó thôi. Dạ. Ngọn núi cao nhất là nếu mình đứng trên đỉnh Rai Giang. Dạ. Ngọn núi Rai Giang á, nó cái đầu bên kia. Dạ. Mình buộc lại cho nó chắc chắn vậy luôn. Ừ. Ủa vậy lúc mà mình đi mình có dỡ cái này ra không anh? Không, mình để gì luôn? Để cho người sau sử dụng. Ai thích dỡ thì dỡ. Để cho người sau tới thì ở luôn. Làm luôn. Mình mới vừa lót cho cô Hạnh hai cái bao. Để cô Hạnh nằm cho nó đỡ đau. Chứ đau dữ lắm, mình biết đau lắm rồi. Mà không có cách nào để giúp đỡ cô hết. Cá hồi nãy nằm ở tâm cái cá luôn anh, cái gùi đó luôn cá để trong gùi hết, cá mũ nãy để gùi hết hả? Đúng rồi, mà nằm trong cái túi mũ á, để riêng chứ không có để chung. Hỏi gạo mẹ hả? Nè gạo mẹ. Túi này cái bịch đen không thấy đâu.
Em có thấy một cái bịch đen nào? Anh dòm đi. Coi. Anh dòm dòm đi. Có cho nước to. Có cuộn dây nữa. Anh coi coi thứ gì bên đó có không? Kìa bên đó có không? À đây. Em để cái nồi cơm lên khúc cây luôn hả sao? Mình để cái nồi lên cái khúc cây bự đi luôn. Mình thấy mấy anh có cá nhiều lắm luôn. Mần không kịp, tối mà sợ không kịp mần luôn. Quá chừng. Mấy con mần rồi thì nằm bên đây. Nó con con chưa mần thì nằm bên đây. Giờ nào nó chín nữa. Con gì? Mấy anh mới vừa đi chặt một đống lá chuối ăn tối nay lót ngủ luôn. Tại vì không có đem theo cái tấm trải đi đường xa mà nặng quá nên là không ai đem hết. Anh Tèo anh nói là mình bắt nồi cơm vậy thì nó meo quá nên ảnh là thiết kế cái bếp kế bên, cái bếp khác để bắt nồi cơm qua. Giờ này thì mặt trời xuống núi rồi, tối thui rồi. Xung khung cảnh xung quanh cái chỗ mà tối nay tụi mình ngủ là như vậy. Đó. Hy vọng là sáng mình về nhà sớm. Anh rải cái giọng xuống rồi ngủ dưới đất luôn. Nếu mà cái võng gì mà có cái mà treo. Đó, bên kia kìa, hồ treo võng đó, hồ ngủ bên kia kìa. Quán ngủ mình bánh. Tới qua bờ suối bên kia ngủ mình bánh luôn. Ngủ mình không dám ngủ đâu. Cái này cơm gì có được hơn ha. Em cái nghề này không phải nghề của em nên em không gành luôn. Về mới thành cái nồi cơm chứ. Từ nãy giống như người ta nấu cái gì vậy trên đất trên bếp à. Đây là lần đầu tiên mình biết được là ở trong rừng, rồi ngủ ở trong rừng, rồi bắt cá ở trong rừng là như thế nào. Mình thấy lạ lắm, tại vì không có giống như ở quê của mình.
ở quê của mình thì thường thường nếu mà không có ngủ ở trong nhà thì thường thường người ta hay sống ở trên sông, thả theo sông, thả theo sống trên ghe hoặc sống trên bè, hoặc là đi chứ không có đi cái kiểu này, mình không thấy, mình thấy lạ. Cá gắt bít này, cái này thì mình cũng có nghe nói thịt gắt bít, nhưng mà bữa nay thì mình chuẩn bị thấy mấy anh làm. Nhiều nước có đủ không vậy? Anh Tèo. Tèo. Cho thêm một chút. Rồi. Chỉ là mất công, công là sống. Đi đường ăn cơm sống rồi tối là thôi tôn cầu cái bụng á. Anh đầu đó hả? Này tôi trồng cái cây. Chi vậy? Được. Ủa anh Hà trồng cái cây gì vậy? Ngủ. Giống. Ngủ giống hả? Hai cây mới ngủ được chứ. Dạ hả? Được không á? Anh Tèo ảnh nói là mình tập nấu đi. Ê em hơi mới mốt phải đi đi gần rồi sao? Nói thiệt em đi gần chắc em nhịn đói không? Tại vì nó làm cái kiểu này ở dưới quê em thì em thấy dễ nha. Mà sao lên đây cái lụm cây rồi lấy cục đá á mà làm cái bếp á. Làm cái chân bếp á hả? Đúng rồi, nó cũng không giống như ở quê em nữa. Ở dưới quê em thì lấy ba cục gạch thì nó vừa tầm rồi, nó đâu có xây xích lớn hơn nhỏ hơn gì đâu. Còn đây mình kiếm cục đá bằng nhau mà đâu có bằng nhau đâu, mình phải kiếm có cục bự có cục nhỏ. Nhưng mà để làm sao mà để cái nồi lên nó không nó cân bằng cái nồi, cái đó mới hay. Cái hay thiệt cái chứ. Anh nào mình thấy nè. Mấy cái cục đá nó không giống nhau, có cục cao có cục thấp, nhưng mà mấy anh điều chỉnh lại thì cái nồi nó vẫn nấu được bình thường. Vẫn được cân bằng. Anh Hà thì ảnh tính là tối nay ảnh ngủ ở trên võng, mà dân võng phải qua bên bờ suối ở bên kia mới lên cái cây ở trên kia được. Mà ảnh không dám ngủ bên kia. Ảnh đành phải chặt bốn cây tre rồi bay qua bên đây nè, dân võng bên đây ngủ. Là sáng thấy cái còn cái võng mà không thấy anh đúng không? Ở bên kia thì cây cối rộng rạp nhiều lắm anh hả? À, thôi anh qua đó anh sợ lắm. Nếu mai sáng là còn cái võng không á? À, lỡ mai sáng không thấy anh mất mọi người đi tìm anh nữa. Không thấy thì kiếm chi nữa. Mất công không thấy anh thôi chứ kiếm anh chi nữa. Để cố gắng đi tìm anh chút cho nó có cái tấm lòng chút thôi. Kiếm mà kiếm giả bộ cũng vậy thôi, thôi thà khỏi kiếm nó công ăn tiếng. Nhưng mà đi 6 người, đi 7 người mà về 6 người sao được đúng không? Em sợ nó sống á chứ, sống rồi mấy anh ảnh nhịn đói á. Nói kệ mà ổng. Ông dở thử đi, có sống rồi có thiếu nước không? Ăn thiếu đâu mà lo, chín mà. Chín mà. Chín không? Anh chắc không? Chắc. Anh chắc nha. Chính có cần cháy thêm miếng nước không? Không, tí mất công lại bị công nó không ngon nữa. Đây là nồi cá kho khô, cá suối kho khô nè, kiểu miền Tây. Mình mới vừa nêm nếm chứ mình không biết làm kiểu miền ở đây. Mình biết nấu sao mình nấu vậy mà không biết ngon hay dở. Hồi nãy tối quá cho nên là gấp rồi mình không có có quay được. Cá này ngon lắm, nhưng mà được cái là mấy anh để nguyên cái bụng luôn, không có mổ bụng. Tại vì hô cá suối nó sạch. Đây là cái sàn ngủ của anh Hà. Anh Hà đi chặt tre hồi nãy làm 2 cây, mình nó không đứng, cái anh Hà làm thêm trống nữa là 3 trống. Một buổi vậy hả? Nãy rồi, làm buổi nguyên buổi tới tối, chưa xong đang chặt tre ở bên kia. Còn nhận cái đèn pin của em sáng thiệt á, anh Tèo. Chiếu qua tới anh kia luôn. Đây. Tối là anh Hà ngủ chỗ này nè. Còn mấy anh đang bằng cá dưới đây chưa xong nữa. Ủa mấy anh thấy được bằng cá hả ta? Có cái người dư nào không? Dạ có cái nào dư nè anh. Để em đem lại. Mấy anh mần xong một đống cá bự rồi. Tưởng gụ cá ít ai ngờ đầy cái hũ này luôn. Nhiều quá chừng luôn. Giờ mấy anh sẽ nấu món gụ cá hả? Dạ. Nồi cá của mình đang kho đẳng rồi, xong rồi. Còn mấy cá nhỏ này mình làm gì vậy anh Tèm? Hết mình hấp, mình phơi lên cái sàn vậy đó. Dạ. Còn cá bự này cũng phơi luôn hả? Ừ.
Vậy cá bự có hấp không? Hấp hết. Dạ hả? Hấp hết đó. Dạ. Hấp thì nó còn mới còn hấp sơ sơ thôi. Dạ. Em tưởng đâu là để nguyên. Không, nó phải hấp hết. Dạ. Chờ món này. Mình ăn cơm xong rồi mình lấy cái nồi kia mình hấp. Dạ. Ừ. Đây là gũ cá. Được rồi á, khô khô được rồi á. Ừ. Để em bỏ thêm miếng tiêu nữa là ngon rồi. Ừ, rắc tiêu thêm đi. Dạ. Đây, này. Đây là gũ cá mấy anh mới vừa bắt lên, để nước mắm, tiêu, tiêu sọ, rồi tiêu sai nữa vô đây rồi. Xong chưa, xong chưa? Ừ, ngon rồi. Được không? Ngon, ngon, ngon. Ngon hả? Thoải mái luôn. Đâu anh đu lên thử ghê. Không sập hả? Mọi người nói mua bình mà đâu có mua đâu. Em mình thấy là không? Anh... anh Nhâm á, nãy giờ anh đầu tư cho cái món gù cá này dữ lắm rồi. Mần cá không phải để ăn thịt cá mà chủ yếu là để lấy ruột thôi. Đó. Tại món này rất là khác biệt so với những cái... Dạ, cơm chín rồi anh tẩm ơi. Chín được rồi, chín là uống rồi. Dạ. Anh sợ không chín thôi. Chín rồi, chín rồi, yên tâm. Em cũng sợ không chín gì lắm. Bởi vậy em coi đi. Dạ. Mình dẫn cô Hạnh, mình dẫn cô Hạnh lại kia. Nằm. Đi coi lại đẳng nằm gần cái bếp rồi coi. Nằm đi đi thẳng lại đẳng đi. Ngay chỗ đó đó, đi thẳng lại. Ngay chỗ anh Hà đứng á. Anh đâu mây lên. Mây âm đâm. Em còn dòm dòm dưới đất á. Đây nè, tao nè anh Hà. Tải vô cho cô Hạnh giùm em đi. Ừ, tải vô con Hạnh. Hơi bị đắng đấy. Mình nằm gần bờ suối luôn. Muối hơi bị đắng đấy. Đắng hả anh Nhâm? Đắng lắm. Cái nào đắng? Có cái muối cá. Cái gột cá hả? Gột cá để đắng. Dạ. Nó hơi bị biệt nó khó ăn lắm. Hả? Ai không ăn được khó ăn. Đắng là đắng cái mặt của nó. Nó chặt tối nó ngủ mà giờ thôi cô Hạnh ngủ hết rồi đó. Cô Hạnh cái này lên đắp hay vô. Nằm ngay đây đi. Cột thứ cái giống đi. Ồ, vô tư giờ đu được luôn mà. Đu được không? Yeah. Đó, đu được là được. Ừ. Hồi nãy kêu trống về không chịu, chịu trống mà từ trường. Bây giờ mới hiểu Tèo nó chỉ nè. Thôi nãy chưa. Anh Tèo, thì... anh Tèo sống ở gần bao nhiêu năm rồi anh Tèo? Ở dưới này hả? Dạ. Nếu mà nói về hồi xưa thì cũng sống dưới này nhưng mà về trên kia. Về trên kia rồi lấy giường dưới này rồi... sống dưới này đi rừng nhất chắc 6-7 năm này đó. Dạ hả? Sống trong rừng thôi. Dạ. Vậy hèn gì cái gì anh cũng gành hết. Cái hũ đó, hũ hàng niêm mà nãy giờ em tưởng nó hũ bơ, em đâu dám mở ra đâu. Được chưa? Mời anh em... Anh Nhâm nếm thử cái nồi cá em kho thử coi vừa ăn không? Chắc được rồi. Anh Hà ơi. Được. Kêu hồi nãy là cái bịch đồ anh Hà làm gớt là thì ra giờ là của anh Tẻm. Nhờ anh Tẻm mở ra mới phát hiện được. Giờ anh Tẻm phơi cái áo ở trên cái vàng bếp nè. Anh Hà anh chơi theo anh em lát em kiếm cái quần anh mặc á. À, anh Hà anh chơi anh Tẻm. Đồ anh bao anh đâu? Đây này bao này. Bao này của em. Đó bao đó bao đây này. Anh em mình này. Giờ văn hết hả? Bao kia là lấy cho cô nằm. Đồ nhầm á. Có cái nồi nào trống chưa? Hút cá bỏ lên luôn đi. Không có, bây giờ cho nó phơi tươi luôn á. Ừ thì phơi tươi, bỏ cái nồi hút lên chứ. Cái này bát lưới lại luôn. Thấy cái đèn của em sáng dễ sợ chưa? Ừ. Tầm 2 đó. Giờ mua không bán lại 200. Thôi. Khỏi đi. Là anh lấy lo chiếu lót giờ đi mình bán miếng lại nè.
Anh đem cái võng con đùi này được rồi. À, cái này làm được hai cái võng. Chính giữa một cái, ở bên đây một cái. Ngủ trên võng an toàn ha anh Hà. Không sợ thú dữ phải không? Thú dữ bằng ngón tay thì không sợ. Áo của anh Tẻm. Giờ anh Tẻm chuẩn bị bắt mần cá xong rồi. Giờ để cá lên vàng này đặng khơi. Hồi nãy anh Tẻm nói hấp. Hấp cũng được mà không hấp cũng được hả anh Tẻm? Tháo đừng có, đừng có đi đó kìa, đó rớt hết á. Đổ ra đây rồi mới sắp ra chứ. Rồi đổ dọc xuống anh. Cái lỗ này nó rộng. Kéo qua bên này. Lỗ to vậy. Kéo qua bên này đi. Cho cá to trước chú ơi. Cái này là cột trên cái cây này nha anh em ơi. Anh mà cột vô ngay trụ là nằm xuống cái nó lôi hết cả đám luôn á. Đúng rồi, cột vô cái cây dắt ngang á. Vậy mấy anh banh cá ra. Dạ. Vậy là ngày mai nó thành con khô chưa anh Nhâm? Thành con khô rồi. Nó sẽ có con đó không ăn đi phơi làm gì? Con cá. Đây hả? Nó nãy xong phơi. Bên này lấy cá ra đi. Kéo cá đâu. Nó khói. Anh em tối nay cắm trại ngủ đây luôn. Có anh Tèo ok hết. Tèo rất là cái này. Cá về chiều giờ. Cái bên anh Tèo có thêm một thằng Tèo giăng lưới. Bây giờ thì quá chừng cá luôn. Có cần phải úp muối gì không? Phải vậy. Không cần đâu. Chỗ này vui lắm. Này là mình cắm lửa trại. Đón cho thường. Đón cho thường. Ngộ ha. Vậy là con cá mình ăn nó ra làm sao anh Tẻm? Khô. Nó có giống như khô mình ăn bình thường không hay là nó khác không? Khác chứ. Nó có mùi khói hả? Không có. Không có mùi khói. Không có đâu. Không khói. Cái này phải kêu bằng hun khói không? Cá hun khói không? Được rồi. Khói đó. Dạ. Rồi xong rồi, coi cô về ăn cơm đi. Cô ơi, vậy ăn miếng cơm hay con? Ăn miếng cơm uống thuốc. Ăn không nổi hả? Sốt rồi. Không, chưa, không có sốt. Không có sốt, em gờ tráng không có sốt. Không sốt đâu mà, tại nó nhức thôi. Dạ, nó nhức. Nhức cái tay á. Ăn cơm đi. Có cơm đi. Cả nhà ăn cơm đi. Cô Hạnh nói là cô Hạnh nhất quá, cô Hạnh ăn không nổi. Để đừng đói nha. Để chút nữa để coi hả, cậu khỏe hay cậu vậy cô ăn. Khánh chiều làm cá chiên chưa? Không, không có nồi làm cá chiên. Em chỉ kho thôi. Kho đâu? Đó, cái nồi để nắp á. Ủa, còn cái nồi kia nồi gì? Nồi mà ruột cá của anh Nhâm. Ruột cá hả? Có hai sẵn. Ừ. Thiệt hả? À? Thiệt. Anh Hà dội mặt đạn. Nghe ruột cá là. Ủa không đem về à? Sợ hả? Sợ rồi. Anh Hà sợ hả? Ruột cá không đem về à? Anh Hà sợ. Ủa? Là anh Nhâm bánh mừng lắm nha. Hả? Anh Hà sợ là anh Nhâm bánh mừng. Ủa. Anh Tèo cũng mừng nữa. Biết cái món đó có ngon không này? Anh Tèo cũng mừng nữa. Không ăn đâu. Anh không ăn hả? Từ nhỏ tới lớn đâu có ăn. Tèo không biết ăn chua, ăn đắng đâu. Sợ đắng nào. Vậy hả? Có chỗ nào không? Ê, vô ngồi đi. Để xem Khánh kho cá như nào. Anh ăn thử thì ừ, em kho cá ăn được không? Phải ngồi mới được cái đầu cuối. Có dở thì đừng chơi nha. Không chơi đâu. Trong rừng không chơi. Ra ngoài mới chơi hả? Bỏ cái gì ra. Bỏ cái gì ra. Xíu đi không à? Chớt cái đèn. Rồi. Không đụng nha. Không đụng. Rồi tắt luôn. Mất nguồn luôn. Về anh Hà sửa, anh Hà thợ sửa. Chân da mà. Đây, có cơm đi, mua cơm đi. Đúng hết chứ. Rồi, mua mít cơm đi. Dạ, dạ, để chúc em ăn, em ăn. Anh Tèo, anh Hà, đấy. Anh Tiểm, anh Nhâm. Anh Lách hay gì em quên ta. Còn Nguyên nha. Kiên, dạ. Kiên. Dạ. Trong danh Chúa Giê-xu chúng con đến với Ngài. Cảm tạ anh Chúa, Ngài cho chúng con từ buổi sáng cho đến buổi tối khi chúng con... đi tới rừng và chúng con cũng tham quan và vui chơi trong những ngày này.
Anh ta ăn chúa cho con đã bắt cá được một số ít, và tới ngày hôm nay chúng con ngủ lại tại trung rừng này. Con dân Chúa Giêsu xin huyết của Ngài bao phủ chúng con và sai chính sức của Ngài luôn luôn bảo vệ chúng con đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Nhân dân Đức Giêsu Christ chúng ta cầu trời và tất cả những cái để mình sức linh chủ quyền tại vùng trời vùng đất này. Chúng con cùng mời sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời ở với chúng con. Sự bình an của Chúa Giêsu Christ bao phủ chúng con. Chúng con lạy thiên Chúa, Đức Chúa Trời tôn cao, Đức Chúa Trời vinh hiển quyền năng của chúng con. Chúng con có một cực buổi tối như hôm nay. Xin Chúa ngày thanh hóa tiêu trừ mọi chết ở hệ thống thân này, ngày bổ sức lại cho nên chúng con. Và Chúa ơi, chúng ngày chữa lành cho đời sống của cô Hạnh khi cô bị những cái con bò cạp cắn. Trong danh Chúa Jesus Christ, tất cả những cái chất độc trong bò cạp này phải tan biến ra khỏi thân thể của cô Hạnh. Chúa ngày bổ sức lại cho cô và chữa lành cho cô. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng ta tuyên lên cho cái linh bệnh tật, cái linh cướp giết hủy diệt hãy đi ra khỏi đời sống của chúng ta, đi ra khỏi đời sống của cô Hạnh. Hallelujah. Một lần nữa con công bố sự hiện diện của Ngài, sự bảo phù của Ngài, sự bảo vệ của Ngài trọn vẹn trên chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Ngài đồng đi ở cùng với chúng con và chúng con cũng dâng bậc thực này, cũng dâng cái sự ngài tiêu hóa tất cả mọi chất độc hại trong thân này. Ngài là Đức Chúa Trời ban cho chúng con bậc thực ngon. Chúng con cảm nhận được những cái sự núi rừng, những sự phước lành mà Chúa đã tạo dựng nên cho chúng con để chúng con vui hưởng. Chúng con ngợi khen Chúa. Một lần nữa chúng con biết ơn Chúa và chúng con dâng giờ còn lại trong tay Chúa. Chúng con dùng cha này với lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Anh Tèo ăn thử đi. Ăn đi. Cứ ăn trước đi, em ăn nhanh lắm. Em ăn sao? Cái quan rồi đó. Mấy được chưa? Em một can. Mà cái cũng chung cái dòng á, cái dòng này xài tốt lắm nè. Xuống. Gom rồi như này. Anh Tèo là người cực nhất không? Anh Tèo là người cực nhất. Tèo là nó là chết. Em chỉ là phụ ăn thôi. Bữa nay không có anh Tèo là không có cá ăn rồi. Tèo đi văn lưới là không có làm đi được hết trơn. Thôi mời anh em ăn nha. Có cái ớt này. Nó cá. Cá của Khánh Kho á. Có con cá lạ nè. Ăn xong rồi chấm điểm. Không, cái này không mà cho điểm đi. Cá chạch này nhường do Khánh đi ha, cá chạch lớn ha. Đây, mình món của mình đấy. Đây, anh nào dùng đũa, anh ăn đũa không? Rồi. Ủa, chưa mấy con này không có làm ruộng hả? Không. Có con không có. Phải không? Không nãy không. Anh nói á. Nhỏ quá không làm được. Đúng rồi. Nhỏ quá không sao đâu. Này mặn mặn tí nữa được. Anh này kho không ngọt nữa. Cái này hả? Kệ nó. Để cho hướng đó cho mấy con này nó bò tới mình nó chói mắt. Sợ anh Hà sợ. Không, anh bị nhiều ớn. Dạ hả? Xong mình cứ gì đó còn trái ăn chữa trái đi anh Hà. Ăn gục cá kìa anh Hà. Ăn gục cá thử đi. Ăn thử đi. Món ngon của người đồng bào. Ăn gì có chút xíu được không? Đắng quá không? Đắng lắm. Vậy hả? Đắng nên em đâu có chịu nổi đâu, em đâu có ăn. Đắng lắm hả? Đắng lắm. Món này rất là đắng. Cái này cảm giác như là mình uống cái nước cái cây mật nhân á. Cây mật nhân á. Biết cây mật nhân không? Mật gấu hả? Không, cây mật nhân á. Mật nhân khác hả? Cây ủ qua á, cũng đắng. Nhưng mà giữ qua rừng. Giữ hơn ủ qua. Anh cho 2 muỗng đường ở nhà nó vẫn đáng cỡ lắm. Nếu chưa cho nữa thì ớn nữa. Nhưng mà đúng là ai ăn được cái này là tốt anh. Tốt. Ăn mật mà. Tại cái mật này tốt lắm anh. Mình dám ăn cái ngoài không dám đi. Dạ. Mời tất cả các bạn. Ở trong đây thì thiếu ánh sáng. Không có ruột cá ở trong mình làm mình đi này là ruột cá ở đây là sạch. Còn mấy cái ruột cá mà ngoài sông chỗ mình kia thôi nên bỏ đi. Có anh còn mấy cái đồ rác thải này nọ kia đó. Đúng rồi. Còn cái này là trong này là nó ăn mấy cái mạch mấy em ăn thử ruột cá của anh Nhâm nha. Đậm lắm đó. Em ăn thử khi mà theo cô Hạnh cũng
cũng nói ngon. Nhưng mà cô mà con bì là cô ăn á. Đắng đúng rồi, đắng. Thuốc đắng giả tập. Đắng này như là thuốc vậy luôn á. Mà có điều nó béo. Bên kia mà mình ăn á, mình nghe giống như cái mùi mắm cá linh ở dưới quê của mình vậy. Đúng không? Có cái mùi mắm cá linh ở trong này. Cái cột của sống trên này luôn hả? Đi theo bên đây mà. Đi theo bên đây mà. Giờ không biết ai gọi lên. Có chưa nấu chín rồi đó. Nhưng mà anh đỡ sống trên kia này chắc ăn sống rồi đó. Mấy anh nói là mấy anh sau khi ăn cơm xong ở đây thì mấy anh sẽ đi bắt con thì tôm rồi bắt ếch, tại vì dọc bờ suối này có nhiều cái con mà tối nó hay nó bò ra lắm. Cái con cá bóng đá ngon quá. Cá bóng đá nó béo. Ngon chứ anh, ngon. Khi nó bán anh thấy thịt nó chắc không? 150 luôn á. Thịt nó ngon. Với 150 mà không có cá. Không cá mà bán. Cái nhỏ nhỏ mà nó ngon. Cái ông mà đại gia dưới Văn Xích này, ông Kinh mua nứa này mà nói về thịt rồi cá này đồ kia cá kia rồi. Mấy cá biển cá đồ là ông không thích. Ông nói là mấy cái loại cá đó là không thích ăn. Chỉ cần có thích ăn cá sông thôi. Mấy cá loại này không thích ăn. Nó ngon, nó không có chất hóa học này nó kìa. Anh Hà ăn không quen á, anh cảm thấy cái này nó đắng. Nhưng mà mấy anh đồng bào nghe ăn đắng quen rồi, ăn hết thấy đắng rồi. Em cũng thấy hết đắng rồi, tại thường thường ăn đọc mây với cô Hạnh á. Nhà em ăn thì em không thấy đắng nè, mới đầu vô nó đắng rồi chứ giờ nó hết đắng. Nó quen. Còn bên này thì đọt mê cũng không ăn rồi. Ăn đồ đắng chứ chịu không nổi. Đọt mây uống nấu canh bài á. Bắt em ăn. Ăn mà gán mà nuốt vào mà. Không ăn đi cười chê. Gán nuốt vào. Không có cái đọt mây đó nó chỉ chứ vừa nó đáng thì đáng thì vừa có thuốc nha. Có thuốc.